giàu trên bến cảng. Tình ca bất tận đưa hồn anh bay bóng dưỡng mấy ngàn về cạnh bên em, nên em đừng về em mà bắt anh phải chia tay cùng với biển. Mảnh đời anh không sao sống được, nên khi ở bên em anh mơ về nhiều sông nước, về với biển rồi lại nhớ thương em. Đất nước ta lâu chưa bao giờ đạo vắng biển một bên và em một bên, cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa, không có em yêu anh chỉ còn với cỏ,
chuyện một em và em một em, chuyện một em.
Dạ, xin lỗi, em là người bán quán ở đây phải không? Dạ phải, dạ mời anh hai ngồi. À, anh hai về đâu mà chiều rồi mới tới đây vậy? Cô em ơi, tôi là người ở thành phố. Lần đầu đặt chân đến nơi đây, vùng đất Tây Nam Trung Dung. Dạ không, tôi đâu có người quen ở đây, nhưng muốn đi cho biết. Vì xe rời thành phố quá trưa nên giờ đến trễ. Cũng định đi dài nơi cho biết, dù chỉ một lần đến với Tây Ninh. Nhưng hồi nào tới giờ em là người ở thị xã hay mới về sống ở buôn bán ở đây? Dạ, em là người ở Tây Ninh. Hồi còn chiến tranh giặc càng quét nên em mới quê, như chiến khu
Trà Đông từng xuất phát nhiều trận đánh lớn của vùng căn cứ địa miền Đông. Suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến đã từng làm nên lịch sử vẻ vang đất nước ta con mười mấy năm đi lên trong gian khó, bây giờ mới có được hôm nay. Phải không em, cuộc sống dân nghèo bớt nỗi khó khăn. Những mái lá đơn sơ giờ được thay bằng mái ngói đỏ tươi, ruộng vườn lại đơm bông kết trái. Những vùng trăng quang du cô tịch nay đã trở thành công nông trường rộn rít giàu ca. Tiếng nói cười anh chị công nhân hòa cùng tiếng mái, tiếng hát em thơ ê a dưới những mái trường. Nơi mới đến chưa quen chưa biết mà sao lòng nghe như ta thiết từ lâu. Tây Ninh đất sở tình người, đi xa lại nhớ ở gần thân thương. Phím hài ngắn Cuộc đụng độ méo mặt, tác giả Dương Ư Quy, với Bảo Trang. Bà già lê lê ông già, chiều chiều chắc ra bờ sông, hai hàng răng mõm không còn, hùng nhau sẽ đụng xuống sông. Chiều nhất danh bây giờ, ngày thì chắc cây bờ sông, đêm đêm ta thắng bộ đồ, mô đen rất ư Việt kiều, đi chơi lê lê huy hoàng. La 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 la. Cô này làm gì mà níu kéo tôi dữ vậy? Ai biểu em kêu anh không đứng lại làm gì? Tại cô kêu anh Hai. Tôi đâu phải tên Hai. Không tên Hai thì cũng thứ hai. Cô cũng không phải thứ hai luôn. Ủa vậy thì anh thứ mấy? Tên gì? Ta kêu tôi bằng ông Một không à? À em nhớ rồi, anh Một à. Ý, ủa sao kỳ vậy? Đâu có thứ Một. Đứa con đầu sanh ra thế người miền Bắc á thì người ta kêu là Cả, còn người miền Nam á người ta gọi là Hai, chứ đâu có ai mà kêu thứ Một bao giờ. Vậy mà tôi thứ Một. Thứ Một theo cách đếm tiền hả cô? Có một đồng mới có hai đồng, có 100 mới có 200. Thứ Một của tôi á là thứ Một của cuộc đời. Cuộc đời đặt cho tôi thứ Một mà cô. À thôi em biết rồi, chắc là anh có đi lính được mang cấp bậc thiếu quý, người ta thường kêu anh là quan Một nên họ kêu anh là ông quan Một chứ gì. Ôi tôi mà quan mẹ gì, dốt đặt cán cuốc ngàn chữ tôi không biết một chữ nữa. Vậy anh cũng giỏi quá rồi, ngàn chữ mà anh biết được hết 999 chữ, không biết có anh chữ anh cũng giỏi rồi đó anh nha. Giỏi gì mà giỏi cô ơi, tôi nói ngàn chữ tôi không biết một chữ, nghĩa là 100 chữ tôi không biết một chữ, 10 chữ tôi không biết một chữ, mà một chữ tôi cũng không biết một chữ luôn. Trời ơi, vậy là anh dốt hả? Đừng la lớn, tội nghiệp tôi cô. Nói nhỏ nhỏ, điều chỉnh âm thanh vừa đủ hai đứa mình nghe thôi. Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Tội nghiệp gì cô? Tại tôi không học thì tôi dốt, đó là điều cơ động rất yếu. Mà cô tội nghiệp gì cô? Hả? Cơ động rất yếu? Là gì cả? Cơ động rất yếu là cơ động rất yếu. Nghĩa là có học thì có biết, không học thì không biết. Vậy thôi chứ có gì mà cô không biết. À thôi em biết rồi, có nghĩa là ý của anh muốn nói là cơ bản tất yếu phải không? Nó đó. Cô sao mà chậm hiểu quá. Cái tật tôi hay nói lộn một chữ vậy đó. Hai chữ tôi cũng không biết một chữ nữa, cô thấy chưa? Em thấy rồi, em cũng biết rồi. Biết chưa? Biết chứ. Cách ăn nói anh dùng chữ như vậy là không phải anh dốt mà nha. Mà anh cố ý nói trật một chữ như vậy để thử trình độ người... người gì đó anh?
Người... Cái người gì mà nói qua nói lại như vậy nè? Qua nói lại hả? Ừ. Qua nói lại là... người nói lại nói qua đó phải không? Ừ. Là người... Người sao? Hay nói chuyện người ta đó phải không? Nhiều chuyện chứ gì phải không? Gọi là anh gì? Cái đó là người đối chọi. Hay. Hay quá. Anh lại dùng hai chữ không biết một chữ nữa rồi. Người đối thoại mà anh nói là đối chọi. Em cũng hiểu rồi. Tại tánh anh hay nói chuyện không biết một chữ nên đời đặt anh là ông một chứ gì, phải không? Không. Vậy chứ sao? Sở dĩ đời đặt tên tôi là ông một là gì? Vì sao? Trời ơi, không lẽ nhìn tôi cô không tự nhận biết nữa hay sao mà cô còn buộc tôi phải nói nữa? Sao vậy anh? Anh nói đi. Sao mà cô chậm tiêu quá vậy? Người ta kêu tôi là ông một, là một ư nè, cô biết không? Một ư? Ừ. Một ư là anh gì? Nữa rồi, trời ơi, một ư là một mắt nè bà ơi. Hả? Ôi hoài vô duyên quá. Thôi đi à. Khoan, đừng có vội vã mà. Đi đâu đó hãy dừng chân cho em an hỏi có buồn chưa mấy tuổi. Vô duyên quá giữa đường sau nếu kéo nở nần chi cô hỡi. Bao năm xa cách chưa vui thương kia sao anh lại lạnh lùng. Kỳ quá kỳ ghê, sướng trong lòng mà không nhớ người quen. Giờ mình gặp nhau sao nhìn lạ lùng. Chàng một ư ơi, thôi đừng vũ chàng. Chốn phương trời xa ơi, cố nhân sống xa và quên kẻ cơ hàng. Nhìn người sang muốn gây tình, đừng như thế khó coi từ giá cô. Khoan khoan, đứng lại nghe em nói nè. Gì nữa đây? Sao lại không quen? Chuyện tình anh đâu nhớ rồi em sao hả anh mồ? Nhớ rồi. Nhớ mãi mãi mà cãi chưa ra. Ráng cãi đi anh. Cãi ra rồi. Ra chưa anh? Nhớ rồi. Nhớ chưa? Có phải em là... sao? Hay là anh chê em nghèo, anh mới làm mặt lạ. Nói cho anh hay nha, em bây giờ không có bư như hồi đó nữa đâu. Chứ làm gì? Làm gì hả? Ngày nào trung mắt, ngày đó bi quan. Ngày nào bể manh, ngày đó điêu tàn. Ăn nước tương tôi đi ra đường vào xem cái sống như thiên đường làm sao khó thương thì anh thương. Hả? Anh thương em thiệt không? Thôi em ơi đừng có nói chuyện nhiều, vì em muốn tới thì anh tới luôn. Từ ai của đàn ông em muốn vô du lịch sớm gì đâu phải là cô lành. Anh ơi mình xa cách bao ngày giờ tôi sao dễ quên mong đầu đẹp màu âu là duyên trời. Nhưng em ơi làm sao biết em nhìn mình xa cách đã từ lâu. Nhìn thấy em nào quên cho dấu anh sẵn lòng ngỡ ngàng em cũng nhau ra liền. Thiệt tình em nói em biết anh phải không? Hồi anh còn ở bà Hôm á. Đúng rồi, hồi đó em cũng ở bà Hôm nữa nè. Phải không? Ừ, hồi anh ở bà Hôm phải không? Em nói em biết anh phải không? Biết sao đâu, nói nghe coi. Vậy chứ anh qua bệnh nè, anh ở bệnh mới qua phải không? Ui, trời ơi sao hay vậy ta? Thì em nhìn thấy bộ đồ mô đen nè. Nè, cái tay đây chiếc nhẫn vàng tổ bụi sộn nè. Anh đây, ít nhất cũng 5 chỉ thôi mà. Em sao mà nhìn vàng đón hết sảy kèo. Mắt thần mà anh. Nè, một cái đồng hồ vàng nữa nè. 3,5 lượng đó. Vậy hả anh? Ờ. Trời ơi, còn nữa. Trời ơi, cái túi này gì cộm tiền đó nè. Đô la không? Hả? Đô la không hả anh? Ờ, anh xài đô la anh chơi đô không à? Trời ơi, đô không hả? Trời ơi, đi còn nữa. Còn cái chiếc lắc vàng cổ bà nãy nè. Chưa, em nhìn anh là em biết là anh là Việt Kiều hồi hương liền à. Không, anh không phải Việt Kiều hồi hương. Vậy chứ sao? Anh là Việt Kiều hồi hộp em à.
Sao anh lại nói là hồi hộp? Em biết sao hồi hộp không? Sao? Bị anh đem nhiều tiền nè. Anh đeo nhiều vàng nè. Em coi nè. Sao anh? Anh còn đeo kiền cẳng nữa nè, thấy không? Đâu? Nè. Thấy rồi. Hai chiếc này 8 lượng đó. 8 lượng hả anh? Thành ra anh đi đường anh hồi hộp lắm. Chứ nghe nói bên này á, cướp giật nó lộng hành dữ lắm. Ôi, ai nói anh vậy? Không có mấy cái thứ đó đâu. Có gì hả là công an người ta tới bắt gấp rồi. Vậy hả? Anh đừng có lo, Việt Kiều năm bầu quanh mà. Ồ, Việt Kiều năm bầu quanh mà. Nè nè, anh nghe em hỏi cái này nè. Thôi dẹp. Anh cứ làm khó em hoài à. Thôi, anh không muốn thương em nên mới làm mặt lạ với em. Em không có cần đâu. Từ nãy duyên mình thôi xu lắc lư, người đây cái đây gặp mấy câu, xa nhau cả mấy năm dư, bao nhiêu lần ốm tương tư, em đau nhiều ăn cháo bao dứt nọc. Khoan em ơi đừng dứt nọc, em ơi đừng nọc dứt. Mình chưa cạn lời sao đành bê ly. Tình xưa chưa nhớ nơi dứt nọc chi. Thân anh giờ vẫn cu kỳ. Em yêu là sương mê ly, nhưng nghe rằng lỡ loái tình si. Nè, anh e sợ cái gì vậy? Em có chồng thì đời anh yêu. Tôi khiến gì vừa nhìn anh yêu, e rằng giao tiếng kêu tùng liền, coi đời anh mát tan mộng tình, họ tưởng là nam nữ. Nè, em nói nè, anh ngán gì mình là dân chơi, em vẫn còn một mình đồng. Thì theo tới luôn sợ gì, ngàn gì đâu có teo. Nè, vậy là anh nhất định yêu em và sẽ theo em về nhà của em nữa phải không? Ok, nhưng mà em ơi. Dạ ơi. Giờ mình yêu nhau rồi, mình phải biết tên nhau chứ, phải không? Tên anh là một em biết rồi, còn em nè, em tên Chi. Dạ, em tên Chi. Gì kỳ vậy? Anh hỏi em tên Chi mà sao em hỏi lại anh? Thì anh hỏi em tên Chi, em nói em tên Chi. Coi, nữa hay không? Anh hỏi em tên Chi. Em nói em tên Chi. Thôi đi, không giỡn nữa. Gì vậy? Em khi dễ anh cho nên em giỡn mặt anh phải không? Coi kìa, sao anh nỡ nói với em những lời nặng nề như quốc tà vậy? Nhưng sao anh hỏi em tên Chi? Em không chịu trả lời chứ? Thì em trả lời, em tên Chi. Thôi em hãy im đi, trong khi anh thật giả yêu em, sao lại nỡ buông lời đùa cơ? Anh ơi, em có dễ kinh anh đâu mà anh cứ nói cho buổi họp mặt đường vui bỗng trở thành lạc. Những ân tình em đông bằng nước mắt, khóc cho đây hai chữ tình yêu. Anh ơi, anh ơi, làm khổ em chi, những lời giận hờn vô cớ đã khiến cho em nức nở lệ thảm trào tuôn như nước mắt kẻ sang tầng. Lòng em buồn rầu như sao em cợt đùa trên chân tình anh, khiến cho anh dần rung, dứt tình cho em vừa lòng. Làm sao em đùa cợt anh chi cho hụt giò bê manh. Nếu vậy thì bây giờ anh hỏi thì em trả lời nghiêm chỉnh nghe chưa. Giờ em tên Chi. Dạ em. Trời ơi, nói anh giận em nữa.
nên nói thiệt đi em, anh không có giận đâu. Em tên gì? Dạ em tên Chi. À anh hiểu rồi, thì ra em tên Chi, mà nãy giờ anh tưởng đâu em giận mà. Phải Chi anh hỏi em tên gì là anh đã hiểu quá được rồi. Dạ phải, tên họ em là Chu Chi Chi. Em nói chi một lời. Ơ kìa, sao anh quỳ dưới chân em chi vậy? Anh nguyện dâng trọn khối tình si. Đứng đây nói chuyện hoài quê quá ơi, hai đứa mình dắt tay xa mọi người để tâm sự. Dân, em sẽ đưa anh tìm nơi vắng vẻ, nơi đất trời chỉ còn lại có đôi ta. Ờ, vậy thôi mình đi nghe em. Anh ơi, anh ơi, nắm lấy tay em. Nắm, nắm, nắm nè. Rung rung chỉ hơi ấm tình thương, hẹn nhau mùa xuân ấy tao phùng. Em ơi nhớ chăng chiều ấy đôi ta yêu nhau mít rụng mũ đầu. Nhớ mãi cây cẩm bầu. Anh ơi. Ơi. Anh ở bển lâu chưa anh? Ôi, thân anh lưu lạc, mới qua ở bển có 2 năm mà em ơi. Vậy hả anh? Rồi ở bển á, anh có quen tài tử cine hay là ca sĩ, nhạc sĩ gì không anh? Ôi, thiếu mẹ gì. Anh là bạn rất thân với Maradona nè. Anh ở nhà với anh ở nhà chung nhà với Latini nè. Anh hay đi nghe nhảy đầm với Rosic Mila đó em, biết không? Rosic Mila. Anh hay đi câu cá với Caracas lắm. Anh cũng hay đi chơi nhậu mát, đi quánh pizza với Pele hoài. Ê, anh giỡn rồi đó anh nha. Sao giỡn? Tài tử ca sĩ Mỹ á, anh tưởng anh nói làm sao em nghe vậy á, vì em không có biết. Chứ còn Pele nè, Platini nè, Maradona nè, là cầu thủ bóng đá danh tiếng, chứ đâu có phải là ca sĩ tài tử gì đâu anh. Ôi, tại em không biết chứ có danh tiếng hay bị người ta mượn tên lắm em ơi. Tài tử hay là cine với ca sĩ cũng có tên đó xíu mẹ gì. Thiệt không? Thiệt chứ. Em ơi, có con gì kêu nghe kỳ quá em ơi, nó đòi cứu mình kìa. Sao anh ở ở đây anh ở sự sống quá. Ôi về em ơi. Về chứ sớm vậy anh. Nè. Hả? Em hỏi anh nè, có ai yêu nhau mà thích có người khác bao giờ đâu, phải không? Cảnh thanh vắng như vậy nè nó mới tình chứ. Tình ông nội em ơi. Sao anh sợ mình đương mùi? Cái có đại ca 54 hay là giao lê xuất hiện quá em ơi. Mùi nhiêu đủ rồi em mà. Mai mốt về nhà rồi mặc tình nó mùi thâm kim cũng được nữa. Chứ ở đây sao mùi anh thấy sao nó mất ấp phê quá. Thôi mà. Không được, nó cứu mình kìa. Em không có chịu vậy đâu. Sao vậy? Anh thề. Thề anh, sao? Anh sẽ đem em về bển mà. Thôi em không chịu đâu. Cưới em rồi á, anh về bển anh bỏ em sao? Anh thề anh sẽ đem em theo anh về bển nha. Sao vậy? Em không có bằng lòng. Em không có bằng lòng. Bằng lòng đi em, anh về quê rước má lên liền. Mình làm đám cưới rước dâu bằng xe ba bánh. Ba má ngồi trên đầu xe, hai đứa mình ngồi ở sau xe. Đứng yên. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đại ca xuất hiện hả đại ca? Nín, nín, nín cho nó. Dạ,
em lột hết nó cho anh. Dạ. Chưa lại đừng lột hết lắm em. Lột ra. Trời ơi, chị ơi chị. Chị gì? Em tặng cho anh tình yêu dâu lê sao em? Cầm em. Cầm không cho nói. Điên. Người yêu già. Nhúc nhích là tôi lụi liền nó nghe chưa? Ôi dạ, nhậu, nhậu, nhậu. Em ơi, nhớ chăng hồi nãy. Yêu nhau sao em nỡ lột anh trần. Nhớ mãi đêm tàu phùng. Trời ơi, trời ơi. Anh ơi, mình trúng mánh rồi anh ơi. Ừ, trúng mánh rồi. Ngày đó. Nào trúng mánh, ngày đó huy hoàng. Quay chừng bể mánh, ngày đó điêu tàn. Cắm miệng mày lại đi. Để cầm nữa. Chị em. Dạ. Chị ơi, sao vàng này nhẹ quá vậy em? Hả? Vàng. Vậy? Vàng 4 số 0. Vàng gì mà 4 số 0 mày? Vàng 4 số 0 cao tuổi hơn vàng 4 số 9. Ê, anh ơi. Hả? À, trong cái tủ sách của nó đó có một bó đô la tổ bà nái nữa anh. Đô la âm phủ đó cô ơi. Vậy là đô la dỗm nữa hả mày? Y chang nó đó. Đô la dỗm mà anh đem đi đâu vậy? Đi kiếm mối bán cho mấy nhà bán đồ mã. Trời ơi. Đồ âm phủ, âm dương đồng nhất lý mà. Trên trần gian đô la có giá trị thì ở dưới âm phủ cũng y chang vậy đó. Trời ơi. Vậy vậy còn anh có phải là Việt Kiều thiệt không? Hồi nãy sao anh nói anh ở bển qua? Thì em hỏi anh phải ở bển qua không? Thì anh ừ mẹ đó chứ anh có nói gì đâu. Anh ừ vậy? Vậy có nghĩa là anh ở bển bên nào qua vậy? Bên lò heo chính hứng qua đây nè. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng là anh từ bờ hôm. Anh luân lạc qua Mỹ 2 năm nay chứ. Nè, sao anh xạo vậy? Anh đâu có nói anh qua Mỹ hồi nào đâu. Anh nói anh qua bển 2 năm á, là anh qua bên lò heo chánh hưng 2 năm nay rồi. Rồi thân anh mới lưu lạc thiệt em à. Em biết không, từ bà hôm á, anh chồm qua bà chiểu. Rồi cái anh rỉu qua bà bèo. Rồi anh trèo qua bà điểm. Rồi anh đi kiếm bà ba, lội qua da bà bầu. Rồi rầu quá anh qua bà hạt. Rồi cái anh tạ qua bà quẹo. Rồi quẹo riết xuống là heo chánh hưng ở 2 năm nay nè. Mày thiệt là thằng điếm mà. Điếm nhẹ tội hơn ăn cướp cạn anh hai à. Thôi anh đi. Bây giờ em không thôi mụ nội anh còn không dám ở nữa. Trao duyên lầm cho quỷ cái mà. Đến. Ôi da. Đồ Việt Kiều dởm. Ông Việt Kiều này Việt Kiều thiệt cái mà. Việt Kiều nguyên chất à. Người ta là Việt Kiều trên đất khách. Còn anh là Việt Kiều trên đất Việt à. Giọt. Giọt hả? Giọt nó bắn à. Mày bắn tao cũng giọt. Đứng lại. Đứng lại. Thủ tiêu luôn đi anh. Chị ơi chị, anh lại em. Chị ơi anh lại em. Chị ơi ông già đau quá. Anh Hai ơi. Anh Hai ơi đừng giết em. Em lại anh Hai. Anh Hai ơi. Lại lại. Nhờ tiếng còi cảnh sát ghé lên đúng lúc cứu nguy bọn cướp chạy đi. Tôi mới toàn mạng xong. Nghĩ nực cười ăn cướp vô duyên. Lại nhà thằng nghèo rớt mong tới sơ sát để ăn hàng. Như vậy coi như hết thời cái quân ăn cướp. Còn tối cũng được đưa về nhà thương múc đạn ra trong bắp dê. Còn điều tra lùm xùm tôi ấn xương luôn nên hết còn mở danh Việt Kiều. Tiêu mánh luôn tiền đô âm phố thì thôi từ nay xin thề sống đời hiền lành. Nhiều khi ngồi một mình tôi nhớ không quên cơn đối đầu ai xui là luôn. Ăn cướp đem hồng nhan dân bay nào hay khi mưu tiêu tùng lại còn ngồi tù hết thời tàn đời. Ừ. Chiều cao nguyên chân anh rảo bước tìm người thương nhưng chưa được tin nào. Bồng đô sao đồng gió ngàn
rừng thông trội nhạc đón cơn mưa về. Mưa cao nguyên nhà trăng lối vào tung lùng tình yêu nơi ngày đầu hai đứa quen nhau mình đi dưới cơn mưa từng hạt mong manh rơi nhẹ nhẹ sao lòng anh lại chịu nặng cơn buồn người anh yêu ở nơi nào cũng cơn mưa chiều ngày ấy ta quen nhau một chiếc dù qua hai đứa che chung thung lũng tình yêu chiều ấy ngập tình em nói câu chi rồi ánh mắt hẹn buồn mưa chợt về gối cho rừng thông ống mượn anh dũng về để ước tóc dầu hai đứa cách xa nhưng tình yêu xưa vẫn dày ngày ấy chia tay mưa bay rười rượi em ngước nhìn anh khi hai má đang hồng con gái cao nguyên hiền dịu nét duyên ngầm một nhành sơ em ép trong trang giờ đó là món quà kỷ niệm buổi chia tay làm trai cho đàn nên trai anh như cây bách nở cây tùng dương cao em như lối mòn nơi thung lũng tình yêu dẫu mưa vũ bao chiều vẫn ngựa mặt chờ bước chân người thương mến trở lại cao nguyên màu xanh vẫn đẹp tiếng thông reo như mừng đón người về gió xôn xao mây phủ tư bề chiều nay bỗng cơn mưa chợt đến gợi lòng buồn vì không gặp được trường sư phạm nhận công tác ở vùng cao bà con ở đó rất cần cây trường như cao nguyên thiếu mưa thì màu xanh sẽ khô heo em đâu nỡ bỏ về nên đành lỗi hẹn với anh chỉ trách cơn mưa sao cứ mãi rạc rào để nỗi nhớ chơi vơi nao nao trong già đất cao nguyên chiều nay mưa rơi trắng xóa như ngọn nước thác trên cuộn đô anh dắt tay em đi trong kia
cầu dưới thác như đi trong mưa bụi. Em khẽ rùng mình nắm chặt tay anh, rồi thẹn thùng bỏ chạy lên đồi cao. Tiếng em trả lời anh lẫn vào tiếng ve rừng đang trôi nhạt. Nay đứng giữa cao nguyên lòng anh buồn mang má, tiếng ve hôm nào đầm ướt giọt mưa chiều. Mưa chiều cao nguyên nhớ em vô hạn, em đi làm cô giáo vùng cao. Tiếng em như chim hót khi vắng mặt, đâu ngăn nổi bước chân em. Một nhành hồng rực rỡ của cao nguyên chờ nhé người em yêu, dẫu không gặp mặt nhưng trong lòng vẫn vui. Dù cho gió không ngừng, rừng cây xanh lá như em lên vùng cao gieo hạt giống dương mầm. Chiều cao nguyên chân anh rảo bước, chưa gặp mặt người thương anh yêu hỡi chớ buồn. Trong mưa anh như thấy đôi má em ửng đỏ, như bùa hồ nơi thung lũng tình yêu. Người không tình yêu tham thế khác gì, ai ơi cánh buồm không nỡ qua. Căng thề lão mắt nghe lòng đơm qua, rạc rào ý sống trong ta. Bài hát tình yêu từ thời son trẻ, nay dầu già nua nhưng tình vẫn thiên thu tình sống cho tình. Bài hát còn đây mà người xưa đâu vắng bóng xa hình. Cậu bé ơi cậu là ai mà biết bài hát đó? Hanuman, lời ca quyện tròn làm rối cuộn lòng ta. Bài hát này mẹ thường khi ru tôi ngủ mẹ ngân nga, mỗi lúc dài tôi ca mẹ thường rơi nước mắt. Hanuman ơi linh cảm trong ta, lòng ta sẽ thắt. Giữa cậu bé và ta đây dường như có luồng điện cảm vô hình. Tâu bệ hạ, vì muốn giữ hòn máu thành hình vô tội mà bơ le dẫn tim mình tự sát. Ra la là mầm giống tình yêu của vua Prim và hoàng hậu Xê Đa. Hả? Nó là con của ta. Ra la con không. Ông đâu phải là cha của Ra La.
mẹ bảo cha đã chết từ khi ra la còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ kể rằng cha của Sa La nghèo tiền nghèo bạc, nhưng nhân nghĩa cha giàu hơn vua chúa xứ sở A Út Gia. Cha là thợ săn trong rừng, bữa đói bữa no, sống với mẹ bằng tình yêu của bài ca ân ái. Sa La được kết tủ trong tình yêu kỳ thiệt ấy. Lúc mẹ sanh ra La thì cha qua đời. Bây giờ tự nhiên ông nhận là cha ruột của tôi mừng lắm, nhưng không tin mình có phước. Tôi thường buồn nỗi bất hạnh của mình hơn bao người khác. Tôi chưa từng một lần được gọi hai tiếng cha ơi. Ra là Ra La ơi, con hãy đưa cha về gặp mẹ con, là con sẽ tỏ tường sự thật. Ê, không được đâu. Mẹ cấm con cho dẫn ai về biết chỗ ở của mẹ hết á. Không hỏi ý mẹ hả? Mẹ đầy chết à? Phải không chú Hanuman? Đúng vậy. Nhất là đối với bệ hạ, Seda càng không muốn cho bệ hạ biết chỗ ở của nàng. Thôi, mình về đi chú Hanuman. Đi cháu. Hanuman! Hanuman ơi, ngươi đã thương dẫn Ra La đến gặp ta, cho cha con nhìn mặt. Một lần nữa ta gian ngươi hại thương ta, mà dẫn ta về gặp mặt Sê Đa. Cho trùng phùng cha con chồng vợ đoàn viên, để Ra La được ấp ủ trọn tình thương mến của mẹ cha. Chú Hanuman ơi, sao lại gặp gỡ thật bất ngờ. Ra La con ơi, đây là sự thật. 10 mấy năm qua cách biệt, vì mẹ hờn cha đơn đoạn tuyệt chia lìa. Để cho con trẻ lạc loài thân phận cút côi, đau lòng cha lắm con ơi. Cha gặp con đây mà đau đớn nghẹn lời. Cha, cha con đây mà mẹ con nói chết. Gặp mặt con tưởng như cơn mộng mơ hồ. Ra La. Cha. Con. Cha ơi. Brim. Brim. Seda. Cha. Brim. Chàng còn sống đó sao? Như vậy là chàng đã lừa dối thiếp. Không, 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 Sê Đa ơi, đây không phải là lừa dối, mà ta muốn giúp nàng xóa bỏ lời nguyền cho cha con chồng vợ tương phùng. Lòng tin ta đã băng hà, nàng mới trở về Út Kia. Cho chồng vợ gặp nhau vui bỏ ngày tháng thương đau. Giờ tận mắt nhau rồi, ta là Rim của Seda đây. Quân Dương. Mẹ, mẹ ơi, sao sao tay chân mẹ lạnh ngắt như vậy? Tay chân mẹ lạnh
kìa. Xê Đa, con hãy đưa mẹ con về cung điện cho ngự y điều trị bệnh tình. Mà anh thương ra cho hai con hoàng với một cái ngang kìa, để cháy ngang kìa. Thanh xuân đánh đoạn nửa đời có gì thanh xuân. Kim Anh ơi, dịp vàng đâu?
chào Lý tướng quân. Kìa hiền đệ, đừng khách sáo với ta như vậy. Lý tướng quân là một vị tướng, còn tôi là một kẻ giữ kho lương, thì làm sao có thể xem ngang hàng với nhau cho được. Mời Lý tướng quân. Ô kìa, hiền đệ biết uống rượu à? Dạ không, cái này là thu sương với thiếu tiền uống chứ. Thiếu đệ đâu, tôi có biết uống rượu. Không biết uống rượu mà trong danh trại lại có rượu. Hay, càng hay, hay biết mấy. Dạ, dạ. Mời hiền đệ. Trời ơi. Hiền đệ à, hãy cạn chén này cùng anh, để kết chặt huynh đệ thâm tình. Nơi miền biên cương năm tháng chỉ có gió cùng trăng. Những ngày xa xứ nếu chẳng có bạn bè chi để an ủi, trong những đêm dài sẽ trống trải và lạnh lùng biết bao. Nhưng mà em sợ sai. Ôi sai càng thú vị vô cùng. Nhưng mà đêm nay ta còn phải canh gác, anh có nhớ không? Để à, việc canh gác á, đã có quân sĩ, em đừng mượn cớ mà từ chối nghe. Em xin nể lời, nhưng chỉ uống một chén này mà thôi. Mời đệ. Uống một chén thôi à nghe. Dạ bây giờ tới em, xin mời Lý tướng quân. Lý tướng quân, vậy thì ta phạt hiền đệ. Ủa sao phạt? Vì đệ cứ gọi ta là tướng quân, mà hãy gọi tướng quân thì phải xưng là mạc tướng, còn hãy gọi đại huynh thì phải xưng là tiểu đệ. Còn cứ gọi tướng quân mà xưng là tiểu đệ thì ta phạt đệ 10 chén. Hả? 10 chén? Nhưng mà... Vậy chén này hiện tại hay cạn giật. Trời ơi mấy chén rồi, em thấy trời đất lăn quay, em uống không có nổi. Đừng có mới mấy chén mà em đã thôi thắt. Đây là chén rượu thứ tư, em uống đi rồi anh sẽ nói cho em nghe. Em còn nhiều tội lắm mà nghe. Anh bảo em tội gì? Cái gì mà tội hoài vậy? Tội gì thì uống đi rồi ta sẽ nói cho đệ nghe. Uống rồi nói? Nói tội nữa bây giờ hả? Đây, mời đệ. Tội gì đâu thì nói. Ủa, sao uống rượu hoài vậy? Trời ơi, em không biết uống rượu mà Lý huynh cứ nài ép em hoài à. Nói Lý tướng quân nghe. Nói Lý tướng quân nghe. Sách nó có chữ rằng. Chữ gì? Chữ rằng. Rằng làm sao? Rằng ép dầu ép mỡ, chai nợ ép nhậu, phải không Lý huynh? Hiền đệ của ta là sửa cả chữ nghĩa của thánh hiền rồi đó. Nhưng khá hài hước và ý nhị. Vậy ta thưởng cho hiền đệ thêm một ly nữa. Hả? Nói hay cũng bị uống nữa hả? Chứ sao? Vậy chứ sao? Không được. Đừng Lý huynh ơi, đừng có dỗ dai tiểu đệ không. Đừng có vĩnh dai, nói không được mà. Hả? Ta là bạn đồng ngũ, chiến đấu cạnh nhau, sanh tử có nhau, chứ phải đâu nam nữ mà thỏa bất tương thân chứ hả? Cái gì mà nam nữ? Ở đây ai nam ai nữ? Thì anh là nam nhi, còn em là nam phái. Đàn ông với nhau mà ôm vai làm gì đâu mà ngại. Không được. Ta nói không được mà. Đàn ông nhưng mà đừng có dịnh dai thanh niên. Mà thanh niên đừng có dịnh dai thanh niên mà không có được. Có gì đâu mà em ngại. Nhưng mà anh
anh chỉ giả tỉ vậy thôi. Ủa, nghĩa là nói giả tỉ như vậy chứ không có gì hết, không có gì hết trơn hả Lý Huynh? Đúng vậy. Hiền đệ của anh hôm nay sai rồi đó. Sai cái gì? Nhầm nhò gì ba cái ly này mà nhầm nhò gì mà sai hả Lý Huynh? Trời sao? Nói Huynh nghe nè, đất sai đất cung lăng quay, trời sai mặt cung đỏ gai ai cười. Lý Huynh ơi, nếu ngày nào giặc giả dẹp xong, cảnh thái bình trở về trên đất nước, anh em mình giải ngũ trở về quê, ngày đó chắc buồn lắm, phải không hả Lý Huynh? Anh cũng nghĩ như hiền đệ vậy, vì trên đời này không có tình nào thiêng liêng cho bằng tình chiến hữu. Lý Huynh, giải ngũ về anh có cưới vợ không? Anh có vị hôn thê chưa? Anh có để ý tới cô nào chưa? Trái tim anh chưa rạn nứt gì tình, mà cũng chưa có một bóng hình ai ngữ trị. Chắc khi anh có vợ rồi anh quên em quá. Đệ ơi, tình chồng vợ tuy mặn nồng tha thiết, nhưng đâu sánh bằng tình tri kỷ thâm giao. Em đềm đã từng cảm thông trong cảnh cô đơn của cõi lòng chính nhân. Trong đàn sơn khói lửa xa trường, hay những đêm sương rừng xuống đầm, đời chiến tuyến xa mờ, nghe trong dồn xa xăm. Khi ấy bên nhau ta ngồi hàng quyên tâm sự, dưới ánh trăng nhà chuyện tâm tình đổi trao. Nếu mai sau đôi ngã chia lìa, anh chắc rằng tình bạn không phai. Xa xôi góc bể gian mây, anh nhớ mãi bóng hình. Để à, phải chi đôi ta là lương sơn pha chúc anh đài thì hay biết bao nhiêu. Lý Huynh ơi, có những buổi chiều vàng soi thuốc nắng, ai có nghe trong ấy tiếng tim đau. Trong những đêm trời nhạt ánh trăng sao, có dòng lệ rạc rào tuôn chảy mài. Lời muốn nói sao đôi môi khép lại, nói gì đây ai hiểu được lòng ta. Trong tất gian như mấy dầm quang hàng, ngài dằn dặt như là muôn
Hoa Mộc Lan ơi, người em yêu quý, em mơ chăng hay thất vọng điều gì? Người chiến binh không được phép cuồng si, đừng mơ chuyện chúc anh đại lương sơn ba. Không, anh không bao giờ biết chuyện tình riêng của ai cả. Thì đừng dối xem rẻ cuộc tình duyên của lương sơn ba chúc anh đã. Em gửi niềm riêng theo tháng rồng năm dài, cứ tình cảm của em anh cho là quỷ mị, thì tình cảm của anh em cho là cằn cỗi khô khan. Đêm nay trăng khi mây tan, rượu vừa lưng chén giá càng ngần ngơ. Ngàn năm chưa càng sầu mơ, đời em là một bài thơ đoạn trường. Kìa, Hoa Mộc Lan hiền đệ, em nói chi những câu nói mơ hồ, khiến lòng anh đây cũng mang những nỗi hoang mang. Hay là em cũng đã một lần gian dở vì yêu? Lý Quân ơi, anh đài ngày xưa phải mang nỗi sầu tuyệt vọng, chỉ vì gã đàn ông lơ đãng vô tình. Lý Quân ơi, anh hãy trao dồi thêm võ nghệ cao cường, để được hạnh diện là một thiên tướng. Văn võ song toàn xuất chúng tài hoa, nhưng anh cũng khinh rẻ người mà tạo hoa đã ban cho họ một tâm hồn quỷ mị. Khi yêu ai thì họ yêu cuồng nhiệt, dù người khó yêu vẫn lạnh lẽo như đồng. Anh đài ngày xưa phải sống dưới những chuỗi ngày cô đau và căm lặng. Em đơn đau cho mối tình lương chúc, bao trái ngang lỡ làng nên em phải hiền lành. Trăng nhà nhạc bóng đã từ lâu, sao lòng cứ để giá sầu cuốn. Hiền đệ ơi, tiệc rượu hôm nay tưởng làm vui lòng người chinh chiến, nhưng có ngờ đâu là một viên cớ để cho em đây thêm nặng mối phiền. Phải chăng em đang thất bại giữa tình trường, nên em mới buông ra những lời lẽ xa xôi, nửa như căm hờn và nửa như quan tâm. Phải chi trời xanh em đây là gái, anh sẽ an ủi em trong vòng tay âu yếm. Quá hiền đệ ơi, rồi anh đây sẽ khe khe gọi tên em ba tiếng chúc anh đài. Lý Huynh, bao nhiêu năm trời gần gũi, hôm nay em mới nghe Lý Huynh nói một câu nói rất là thấm tình.
hiền đệ ơi, thật tế rất phũ phàng đã ngăn cách đôi ta, bởi hai chúng ta đồng là hai kẻ nam nhi đang đôi tuyết nằm sương ở ngoài biên ải. Có những khi tên treo đầu nửa hay ngắm ánh trăng vàng ngữ giữa chốn đầu non, đó là những lúc ta gửi hồn thơ lạc lòng phiêu diêu, tìm nguồn cảm hứng sau những ngày vất vả. Ta đừng quá sầu tư quỷ mị mà để yếu lòng trai trong khói lửa xa trường. Chẳng là điểm sang cánh hoa mộc lan ơi, tình bạn vẫn còn đây, rượu thề còn đó. Quên đi ảo ảnh xa vời, để ta vui sống cuộc đời chính nhân. Sông sâu nên phải trả mưa sầu rơi tầm ta. Người phải rút máu trong tim thành những giọt buồn rơi lá chả để mà trả nợ.
sầu nhân thế mưa nhớ ai biết người thương có còn nhớ hay quên riêng ta vẫn hoài đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa mưa buồn rơi rơi ngoài phố mong đến khi nào em đã thức trọn đêm mưa để lắng nghe lành thấm vào da thịt lạnh cắt vào xương lạnh luồn trong máu thì anh ơi bao chiếu chăng đâu làm sao ấm được con ăn con xe ba ở đây xe đổi pháo ba đâu
Sao không lỗ bao nhiêu được mày? Mày không nghe người ta nói sao? Xe 10 pháo 7 ngựa 3, xe tao đổi pháo mày tao lỗ tới 3 phần lận mày. Trả đây mày. Không, con không trả. Hạ thủ bất quần mà con không có trả. Nhưng mà tao là cha, tao muốn mày quần được không? Không. Đưa đây mày. Ui á. Bỉ mà cho cha con không à. Ban Giang còn cứu đầu con nữa. Con không thèm ăn trời với ba đâu. Con, gái, ngồi xuống cho tao gỡ con gái. Ngồi xuống con. Ngồi xuống mày. Ngồi thì ngồi chứ. Không dọ hoài à. Ba đánh gỡ con Giang. Con bảo đảm với ba nha. Ba không ăn Giang con, ba thua con 10 bàn không gỡ. Mới đánh có 2 bàn chứ 10 nào mày. Thì đánh 2 bàn ba thua đủ 2 bàn. Thì 10 bàn cũng vậy thôi. Nhưng tới bàn thứ 3 nè ba thích ăn Giang con á. Ồ con gì ăn nói vu oan giấu họa. 2 bàn trước ai nói mày tao thua? Không phải sao? Con hỏi ba nè, bàn thứ nhất phải con thắng không? Thì mày thắng, tao không thắng, chứ thua mày hồi nào? Trời ơi, bàn thứ 2 ai thua? Thì bàn thứ 2 thì tao cũng tính gỡ quề nhưng không được, vậy thôi. Vậy thôi, vậy thôi, con nghĩ. Tao không cho mày nghĩ tao kêu mày bằng cha tao đó. Ai biểu ban Giang con chi? Tao là cha, mày biết mày? Đồ con bất hiếu. Đánh cờ làm như ăn vàng ăn bạc. Con với cái đẻ nó ra, nuôi cho nó tới lớn, cho nó đi ăn học, dạy cho nó biết đánh cờ. Rồi nó biết đánh cờ cái nó ăn mình xác da xác thịt, nó không kể quân thần cha con gì hết á. Tao là cha, tao có ăn gian mày chút đỉnh có sao đâu. Ba ăn gian con đâu có hay. Vậy chứ hay ai ăn gian mày chi vậy? Tại sao tao là cha tao biết thương con. Đó, đó. Tao đánh tao biết thả cho mày ăn để mày mau lớn, chứ bộ tao thua mày hả? Trả xe lại đây mày. Không, con không trả. Bây giờ tao hỏi mày một tiếng mày. Con không chơi nữa mày nha. Bây giờ tao hỏi mày chơi không? Không. Mày chơi không? Hả mày để tao cho mày ăn bánh hình, bánh thịt, bánh đá, bánh đấm, bánh cú mày. Mày muốn ăn bánh nào tao có đủ thứ bánh tao cho mày ăn. Chơi không? Bây giờ ba trả ăn phá cho con đây. Ba ăn hiếp con vừa vừa nha. Con mà bị cha ăn hiếp thì đâu có ai cười. Chứ cha mà bị con ăn hiếp mới là nhục nhã, mới là đậu xà rong chứ. Nè, trả con pháo mày á. Tao đi con mã này nè. Ba đi con mã phải không? Con mã này nè. Rồi chưa? Rồi. Rồi thì con quất pháo. Ê khoan, khoan 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 khoan. Cái gì mà ba cứ khoan hoài vậy? Ba khoan riết rồi lũng cờ hết trơn à. Ai đánh lợi ba? Tao chưa lấy tay ra tao ý khoan được mày. Ba chơi ăn gian ai, ai chơi lợi ba? Rồi, đụng con chọn nước. Ba đụng con xe, phải đi con xe, không được đi con khác rồi nha. Ba đi đâu mà đi đi? Đi thì đi chứ tao đâu có tè mày mày. Đi phải không? Rồi. Bây giờ tao đi. Đây. Ba rồi chưa? Khoan ngang để tao suy nghĩ coi. Rồi chưa? Khoan khoan để tao hỏi lại lương cho tâm. Ba suy nghĩ á. Rồi chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi. Quất bắt đầu. Ý kho. Kho. Gì vậy? Gì vậy? Thôi thôi nha ba. Bây giờ nhất quá tâm. Ba lần rồi. Không có cho ba ý mà cũng không có cho ba kho nữa. Nghe kể chuyện ngày xưa. Thua mày ca hoài làm tao quên sao tao tính ra nước được mày. Nước nước nè ba. Ba uống đi cho ra nước ba. Ta không cần uống nước mày. Cầm mày. Ui da. Xí hột xí hột. Chọc quê hả mày? Chưa thua mày đâu chọc quê tao hả? Có chuyện tao đánh chết cha nghe con. Ba giỏi bằng hiếp con không à. Đó ba đi đi. Ba nước nữa là ba bí rồi đó. Trời xuống đây mà cứu. Không thỉnh để tao tính coi. Đi đi ba. Ui da. Gì vậy ba? Mẹ nó tính lộn. Mẹ nó đi
kia là em. Cười được tức. Khoan nữa ta suy nghĩ lại coi. Trang, Trang. Dạ. Trang. Gì ba? Đâu con cúi xuống con coi dùm ba coi con diễn cắn ba đau quá vậy con. Ở đâu ba? Đây nè, cắn bên đây nè. Đâu? Nè. Ba đau chỗ nào đâu? Đây nè. Ê, mình đó hả? Ừ. Đâu? Mình đâu có gì đâu. Cái chỗ này nè. Nhột. Nhột, không có con phải. Con đâu có thấy cái gì đâu. Ừ, không có phải cái chỗ đó. Vậy chứ bên nào? Hôm qua cái cắn bên đây rồi nè. Cắn bên đây hả? Ừ. Đâu? Đâu, cắn bên này cũng đâu có cái gì đâu. Trời ơi, trời. Đâu có con gì cắn đâu. Mắt mày bộ bị bù lạch ăn rồi hả? Con đâu có thấy. Con gì nó cắn. Trời ơi, nó cắn như chỗ này nè. Nó cắn cái, mày thấy không? Mày thấy cái dấu nó cắn bằng cái khu tô rồi, thấy không? Nè. Đâu? Nè, cúi xuống rồi, đó. À. Có con gì cắn không? Đó, mắt mày đâu? Mắt mày bộ không thấy đường rồi hả? Cái này là cái thẹo, nó lạnh rồi mà. Ờ thì... đừng có bấm cái chỗ đó. Đau tao bấm hoài vậy. Nó hỏi mày nè, không có ghẻ, không có lỡ thì làm sao có thẹo chứ, phải không? Dạ, phải. Con biết không, hồi đó, hồi con còn nằm trong ống nguyễn của ba nè. Ủa, sao mà con nằm đó? Thì hồi đó, mày nằm ở đó. Cái ba lén vô giường của cả hội á. Dạ. Ba cấp ổi ấy bị con chó bẹt ghê của ổng nó chạy ra nó xốp ngay cái xí quách của ba liền. Ba tưởng chừng xe căng hủ lô, ba nằm ba dậy ba la ở nhà ông hội sở thường nhân mạng. Xúm mà lo đỡ ba lên, ba gì ba dậy ba la phải thường nhân mạng cho ba. Như vậy là ba tính nằm già mà ba bắt đền. Mặc dù ba đen ăn gấp vô giường chó mới tức ba. Chi mừng cái tội ăn gấp chẳng sao lại gây cho họ đền tiền cho ba. Trời ơi năn nỉ ba hết thời. Nhất ba hết thời ba kiếm bao nhiêu. Họ đưa ba chục đền tiền thuốc cơm, rồi ba đi tỉnh queo. Yeah, ba đếm quá. Con biết không, tiền đó ba mua thêm cả thúng ổi nữa cũng còn dư, xài cả tuần lễ khỏe re. Đó là chuyện ngày xưa, nhưng bây giờ á, ba mới nói con gì nó cắn ba nè, dấu cắn đâu. Thì đó chứ đâu, nó cắn năm đó tới bây giờ mày thấy không nè, nó còn giật nè mày thấy không, đó giật. Đó giật đó mày thấy không. Nó muốn đau hồi nào nó đau ai biết được mày ơi. Ý, thẹo mà đau gì bác? Ừ, thẹo đau cũng được vậy. Tới lúc mày muốn nó đau là trong xương nó đau ra. Thôi, không thấy nữa, ngồi lên đánh cờ tiếp đi mày. Rồi, ngồi đây xuống. Ngồi xuống đây đi. Ba đi đi. Ba phải không? Ơi, làm bậy chốt này đi. Hả? Rồi đó mày đó. Chốt rồi ha. Ờ. Thì con chiếu ba. Chiếu phải không? Thôi. Chiếu phải không? Thổi đít con xe mày coi. Không có ý, không có ý, có tứ gì hết con. À thủ bất quần con. Rồi. Tiêu rồi con hết ra. Tao trở cờ tao thăng thấy chưa. Đừng nên ngang mất xe tiêu tùng. Bây giờ lo coi chừng tao tấn công. Không biết sao cờ bộ năm tấn công mà thua bức thiệt là nhiều quá. Sao giờ đây con xe nhựa đốt theo con nhớ mã nằm nơi đây. Thì mã đây mới ăn xe mày. Ngựa hoành phi co giò luôn đá xe. Ý ý con nhớ rồi. Nhớ gì mày? Con nhớ rồi. Con ngựa của ba nằm ở đây nè. Ừ. Mã thành tiền chứ. Ngựa ba nằm đây. Ba đi ngang sao không được mày? Mày thấy rõ ràng mà. Nè, tao ăn chốt mày nè, thấy không? Cái mày chiếu tao. Ngựa tao nằm đây nè, tao mới hoành ngựa lan xe mày. Rõ ràng ngựa tao nằm đây, tao đâu có thò tay dời đổi nó hồi nào đâu. Con ngựa tao nó nằm đây nó giữ nè, mà tao quên tao không thấy, nhờ chó cắn đầu tao mới thấy chứ. Đúng rồi. Đó, thấy không? Đúng rồi, thấy không? Mày thấy đúng rồi chưa? Không có phải. Con nói đúng đây á, có nghĩa là ba
ba thấy nước cờ của ba gần thua, ba làm bộ bị chó cắn, biểu con cúi xuống coi, rồi cái ba giờ vị trí con ngựa này đó, con không chịu vậy đâu. Không chịu sao được mày? Mày có thấy tao giờ tao sửa gì không? Không thấy. Không thấy thì không được quyền khiếu nại con. Sao kỳ vậy? Rõ ràng ba giờ vị trí con ngựa này nè, lúc con mắt cúi xuống con coi cái gì nó cắn ba nè. Không bắt được tay, không quay được cánh, đừng nói bậy nha. Thôi đừng cãi nữa, đi đi mày. Đi đi chứ, chưa có thua đâu. Ba coi nè, ba đừng có ham, tối phiền con đi á nha. Rồi con lên chốt đầu. Rồi coi nè, trọng pháo Maradona súng chiếu tướng đầy con, sĩ đã ép đỡ mỗi gôn, má thần tóc lai nơ khơ, đất tượng tấn công luôn. Mày coi chừng danh mã hoành phi, vàng xe điều như danh thủ bê lê, xe Romila con đợi chân chân mã tung quanh. Ba coi nè con biết à, coi chừng bí ba rồi. Tao đi nước cờ hậu pháo tiền xe, pháo ba bé nè con bắn lên tiền, nổ cái đùng chứ luôn ăn tượng, thủ môn hết đỡ rồi ông tương chết queo, ta tát là ba thua rồi. Chết cha mày đừng có ngạo tao. Tiểu thư, tôi họ Lương tên Sơn Bá, từ Hàng Châu đến đây để viếng thăm một người bạn học. Bạn của Lương công tử trai hay là gái? Dạ bạn tôi là trai, tên là Trúc Anh Đài. Lá kia, Lương huynh không nhìn ra em sao? Dạ không. Lương huynh ơi, em đây mà. Dạ tiểu thư đừng đùa như vậy mà tội nghiệp cho tôi. Không, Trúc Anh Đài là em đây. Dạ không phải, Trúc Anh Đài, bạn tôi là trai mà. Lương huynh, được rồi, anh hãy xem đi. Đúng rồi, Trúc Anh Đài hiền đệ, hiền đệ. Xưa thì gọi hiền đệ, nay xin gọi là hiền muội. Hiền muội, Lương huynh xin kính chào hiền đệ. Hiền muội kính chào Lương huynh. Từ thuở chia tay độ nọ, nhớ Lương huynh dứt điệp khó nghĩ an. Chúc và Lương xa cách trọn tuần trăng, tưởng những ngỡ không còn gặp lại. Lương huynh chẳng ngại nhọc nhằn đến thăm em, hay còn gì xin tốt càng. Hiền muội ơi, trước huynh đến thăm em cho thỏa lòng thương nhớ, và sau là nói chuyện cầu hôn. Sở dĩ anh chậm trễ vì tưởng họ Chúc là trai, nhờ sư mẫu cho anh biết em đây là gái. Ôi, khi nghe được thì nỗi mừng vô hạn, anh nước dặm ba ngàn, nguyện chóng nhanh cho kịp việc cầu hôn. Lương huynh ơi, đã trễ rồi. Duyên thiên lý chúng ta không cõi nguyên, đôi lứa mình lỡ nở trái duyên. Cha mẹ em đã quyết định cuộc lương duyên, đưa họ Chúc vào dòng họ Ma. Tài nguyệt lão công sẽ tìm chớ, sẽ thế này của vợ dân không. Đoạn trường duyên kiếp bè bằng, gương loan bè lửa dài đồng xẻ đôi. Ngày tươi sáng hay là ngày đen tối, mà hai ta có đứng cùng
không cho kiếp này. Không, không, không. Ba sinh đã lỡ với duyên tình về lứa đôi, tránh qua không sao đành chia đôi mình. Câu thiếu trước kia theo làng khói bài bạc rồi. Anh đại ơi, mấy câu thề cũng đang với anh nhớ hoài. Lương huynh ơi, sao kiếp duyên tình về chúng ta có thể thổi tình hẹn kiếp sau này. Duyên tình của chúng ta từ hồng dứt buộc ràng tình. Anh với em tin rằng vẫn một lòng. Nước hiền huynh, số duyên mình còn lại vẫn cài đắng nồng. Nếu không mến kỷ niệm mà chi, nếu không yêu trao tặng chi vậy. Tình mình thôi mỗi đứa một nơi. Câu thề xưa càng thương buồn cách xa. Tưởng đến đây duyên nợ sẽ thành, nào ngờ đâu đôi lứa chẳng nên duyên. Lương huynh còn ở lại đây để làm gì nữa, chỉ làm khổ cho em thôi. Xin kêu biệt Lương huynh. Lương huynh chẳng quản nhọc nhằn đến đây. Trước khi chia tay, xin lương huynh nể tình em với cốc rượu này. Xin lương huynh nhập càng, xin cảm tạ. Ngày lớn sẽ cưới ta từ ly bối tiễn đưa. Mình ở duyên rồi mưa gió đẩy số thân ngầu là kiếp cười thế thôi. Hôm kia còn yên vui, hôm qua còn hoa tươi, hôm nay sao buồn thên thang, hôm nay sầu ước mi tuôn tràn lan. Em đi lòng anh thương, tuy đôi mình xa nhau, không quên lời thương yêu. Lương huynh ơi, đừng cọc thang đau lòng em. Giờ phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình, thề thốt hết giấc mơ tan chỉ mang theo u sầu. Vẫn luyên ai, vẫn luyên ai, sao cách biệt. Tình yêu thương sao cách xa, tình này trong xương. Giọt nước mắt của em tôi cũng ly tan bên chàng, nào dám nói lý chung câu biết trong em thèn lòng. Cầu sương đêm cỏ gặp nhau, ba năm kết bạn cùng ngọt kia kỷ niệm em trao. Cầu xin sư mẫu kết duyên đôi mình.
cõi nguyện là vô số phần phần số ơi phần số tương lai hỏi tương lai trách cuộc đời của một thành hai kẻ được mong nay thành tan được mộng Lương Quynh ơi chàng gì tiếc máu hồng lai láng tiếc gì chàng lệ đổ tuôn dầm đời của ta sao quá đắng cay hận tình sự lương duyên ngang trái tôi chữ đồng trôi sơn tiểu lô tài nâng cành liễu khấn nguyện thái nhang lời hải thệ sơn minh của lương chúc chung thề làm sao quên những kỷ niệm vui buồn phụng hoàng sang dẫn in hình đôi bông gửi vào hồn quái nhạc lời thơ làm sao quên có những chiều lòng gió ngơ ngẩn nhìn trời ta kể chuyện như lan anh đại ơi em khóc anh khóc ta khóc cho một chuyện tình gian dở Thủy ngồi trớ cổ đồ Quang thu phong đứng rủ tà quy Phong trần giáng nẻo sơn khê tan thương nghĩ đến cả qua kia cỏ này Đò ngang ơi tế chi hỡi con đò Nguyệt lão trơ trêu sẽ chỉ thăm Sẽ thế này có dở dàng không Lệ rưng rưng biết mình đành cách biệt Ôi đau gì bằng khi phải vĩnh biệt người yêu Rượu tiễn đưa ôi còn là nhợt nhạt đã khô Lời ta thờ hiện lên nét mặt và bờ môi Lương Quynh hỡi còn đâu nữa những ngày thân ai Như cùng một ngày anh ngồi tựa bên hàng liễu Mắt lắm chiêu buồn nghĩ ngợi chuyện chiêu Chuyện tình mình chẳng khác chiêu quân Những tướng trọn lời hải thế cùng vua hang Đâu ngờ phù kiều cuộn sống cướp mất chiêu quân Anh đại ơi làm sao anh quên được Ánh mắt nam sơn bụi tao ngộ Nhớ những lời thân thương hờn dỗi Khi mặt trời vắng bóng Khi lời nguyện quốc lấp nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mộng và những khi môi hé duyên cười đôi mình tàn mặt hôm nay mai này lương chúc mỗi người một nơi duyên mình có thế mà thôi lệ sầu nghe khúc chia ly đoạn trường ai phân ly duyên tình đầu sầu gian dở
thân nghe vẫn nguyên hình, đau lòng nhìn người thương phương xa. Ai phân ly duyên tình đầu sầu gian dở, thân yêu vẫn nguyên mình đau lòng nhìn người thương quân xa. Được lệnh gọi của quân vương, thần Tĩnh Ngọc Đường xin bái kiến. Trẫm miễn lễ, công tử Kha Bình thân. Theo kế hoạch của Lãng quân sư là tiệc tiễn đưa công tử sang Tần, đêm nay là đêm cuối. Ngày mai đây ta xa biệt nhau rồi. Công tử ơi, việc đi sứ sang Tần không phải dễ. Có ra đi nhưng không có ngày về. Lão xin nghiêng mình đưa tiễn sư quan, chúc mãn nguyện thành công theo ý định. Cảm tạ, xin cảm tạ thầm ân của quân sư chiếu cố. Tôi xin giữ tròn lời ghi thác của quân sư. Rạng minh nhật thuyền rồng sẽ tách bên, nơi Triệu Thành đều do một mái chèo của Trịnh sư quan. Trẫm xin hứa, nếu được thành công trở lại cô hương, trẫm gả công chúa Tuyết Vân cho Ngọc Đường đẹp duyên cầm sắc. Kìa, tại sao công tử không nói năng gì cả? Đây là một đặc ân chưa từng có. Muốn tâu gặp dẫn nước đang hồi nghiêng ngựa, phận làm trái phải có trách nhiệm với núi sông. Lộc cả kia cũng mãn nguyện lắm rồi, vào hoàng tộc lòng hả thần nào dám mơ ước tới. Nhìn qua ánh mắt của quân vương, thần của linh cảm rằng hoàng thượng đang lo sợ cho sinh mạng của thái tử Triệu Vân Anh sẽ chết với bàn tay nghịch thần Trịnh Ngọc Đường. À, không không, trẫm có lo nghĩ gì đâu, trẫm rất an tâm mà. Đó là cái lý mà tôi phải từ chối. Công chúa Tuyết Vân, dạ. Trước triều thần, cha muốn biết được ý nghĩ của con. Chàng là trai lo việc nước, thiếp là gái lo việc nhà. Có ai phân biệt được gần xa? Ở đời thấp cao trong khoảnh khắc. Muôn tâu, con rất hân hạnh được kết bạn trăm năm với một anh hùng. Tình của Ngọc Đường gói trọn, nghĩa của công chúa cũng đủ đầy. Chờ đến khi khói tành mây tan, trầm cho phép cử hành hôn lễ. Giờ tan mà không bao lâu nữa, để cho quả nhân được kêu hai tiếng phò mã thân yêu. Xin cạn chén ly bôi ta tiễn bước anh hùng. Trên thuyền loan nẻo thiên lý độc hành, ta thương phò mã trước giờ ly biệt. Dù sum dày nhưng vẫn thấy cô đơn. Rượu này là rượu quê hương, giúp người chiến sĩ ấm lòng phương xa. Mưa hồng gió bụi nhiều gian khổ, gặp phải hy sinh chớ phụ dân mình. Muôn tâu, những lời dạy bảo thần xem đó là giáo lý của thanh hiền. Xin khắc cốt ghi xương, lời nói ấy sẽ là bản đồng hành cùng với kẻ hạ thần vui buồn ra nơi bài chiến. Khanh ra đi mang nặng gánh giang sơn, vào giữa giặc tần khanh lại đơn độc sông pha. Chúa thượng ơi, hôm nay cầm chén rượu tiễn đưa,
thần cảm thấy nặng hơn, cầm đao lên ngựa xông pha. Vào giữa triều đình Tần Quốc, giữa lũ xoáy lan, một mình thần với rừng gươm treo giao dừng. Một gánh giang sang dưới quốc hồn dân, tộc sống chết ra sao, xin giữ vẹn chứ anh ni hùng. Thành bại hôm nay sẽ bia tạc sử xanh, thần tin nguyện sẽ không làm nhục hẹn quốc thề. Xin bái biệt quân Dương tin tạ từ công chúa, xin hẹn một ngày chiến thắng quay về. Trăng đã lên cao, trẫm cáo biệt trở về cung nội. Công nương, cha cho phép con chút chén tiễn bước người thương cho đến khi canh tàn nguyệt hạ. Đang điều buồn thấy lòng rạc rào làm hồn như mơ. Đang đưa tôi đi tới đâu, lắng nghe ôi sao buồn quá. Đây khúc tình ca nói về đời sống nông dân, xin trời giọt mưa để miền đồng lúa tươi tốt mùa. Ngày mà tôi sang Tần, nhạc này xin nhớ hoài, đường in dấu khúc nhạc mà tôi nhớ mãi không quên. Lòng xin nhớ ghi suốt đời, ngày nào ra đi lời nguyện không quên nhạc buồn đêm trăng. Thuyền ra hải lý mênh mông, ngắm bờ sông vắng chia xa. Còn trong đêm nay rồi mãi đôi bóng đôi bờ, để lại với tôi với nàng ngậm ngùi từ xa. Nhớ thương rượu đưa tiền tiếp mời chàng nhấp nhấp càng. Xin còn lại cho em một nửa đây cùng chia cài đắng men nồng. Thể nguyện bên nhau ta tóc càng sông đầy, dù xa cách chuỗi ngày đơn lành, đây một lời nguyện một dạ thủy. Trại trinh dần treo trên cành tiết ngọc, xin trong giấc ngủ vẫn còn mơ lại đêm nay, tiếp tin rằng chàng sẽ được ấm lòng qua những ngày lạnh giá. Phò mã ơi, một lời gắn hòa được ước mơ, xin chấp nhận vô phòng như được thương yêu, mong cho trọn niềm hạnh phúc thực tại, được ngắm hình hài ước gì của tình yêu. Đêm nay ta được sum vầy, tại sao mai phải mỗi người mỗi nơi? Nếu chuyện tình phải chôn vùi trong mưa bão thì
Tân Lan ơi, từ xa cướp thành giặc phá quê nhà tàn, gieo đau thương đầu xanh cho yên quanh xa cành. Cả kêu trời thấu chăng, ai làm cho quê hương lìa tan. Ta có nhau nguyện ước, mai này tôi xa vắng em rồi. Tình em như bờ suối, mai mỗi người mỗi nơi. Tình trăm năm vẫn chờ trông. Ngày mai ra đi tôi nhớ mãi những lời của công nương sâu đậm. Xa vàng dặm chỉ kêu hùng lòng không khoáng, mà tôi chỉ lo sợ cho công nương những đêm lạnh giá trong chờ. Tình tôi và công nương như áng mây mờ, thà đừng quen nhau ta không thấy buồn thấy khổ, biết chi rồi lại nói chuyện từ ly. Thà chúng ta là hai người xa lạ, hơn nói tiếng chung tình rồi để biệt ly xa. Chắc nguyệt lão sẽ tơ lộn môi, phải nợ phải duyên sao nói chuyện phân kỳ. Tiếng gà đà gãy sáng, giờ chỉ ly đã điềm. Kêu biệt, xin kêu biệt công nương. Kìa, giò má. Lòng rộn ràng nghe tiếng canh gà. Mai tôi đi rồi nhớ nhau chỉ nhìn chẳng nước mà thôi. Chia tay giọt lệ rơi rơi mãi. Mây vẫn trôi mơ hồ ta trên sông ngân. Sông nước bao la xa tầm mắt. Xin cho ân tình mến thương nhau hoài trên quãng đường dài. Giờ đây chia tay tim nghe đau nhói. Những luyện mến nhau sao lìa xa. Phò mã ơi, chia tay sao nghẹn lời đứa tiền. Một gánh gian sang một gánh tình, người xa vạn lý đăng trình. Ai nơi cũng thấm vẹn tình kéo sơn. Lòng dinh lòng chung thủy bên trang. Nay ta đôi đường cách chia nguyện cầu mình sẽ. Tình mình lìa xa giọt lệ từ ly buông vui chan chứa. Khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên nhau. Anh có nghe trong ta buồn quá. Khi xa anh rồi trước loan em nghiêng giữ kính phòng thè. Đợi chờ người thương về trong thương nhớ. Trong hồn em
hành trang giả tư hà, gánh theo lòng trăm nỗi nhớ thương.